kéo đi, kéo đi. Kéo nổi không? Trượt vô không? Bắt tới không? Okay. Đây là 4 cái SQ LG. Ờ, ở đúng rồi. LV tóc sạch. 450 hay là solo một ta, con này 5kg nha bạn. Cơn mưa thì để test cho các bạn xem. Các bạn quay trở lại với kênh Lô Bông Thành nhé. Hôm nay mình đã trở lại cái phòng của anh Tính ở Hồ Bà Đỏ ở huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng. Đó là cái hệ độc lập 5kg nha bạn, xài 4 tấm pin đồng di. Đây cái nhà để phục vụ cho việc tưới rẫy này mới mà, cái phẩm mới mà cũ trước. Nhưng mà đây là rừng thông, xúc bánh hết luôn. Lắp cái chòi lên dưới đây mà, cái chòi cổ. Đây là cảnh tượng đi qua phà. Qua phà lắp năng lượng. Camera. Rồi. Mình lấy chim à? Lấy chim. Kéo đi, kéo đi. Kéo nổi không? Kéo phụ. Kéo phụ đi. Công trình đùa đi. Không, anh đó đừng có kéo, để cho nó nằm ở dưới cọc dễ kéo chứ. Ông nắm hai người ghì qua ghì lại rớt đất. Vui quá. Các bạn thấy không? Làm năng lượng ra như vậy mới cảm thấy thích thú chứ hả? Hai ba người kéo trượt vô không? Bắt tới không á chứ? Cột đi anh, cột cái đó đi anh. Không. Không, mình cột vị đi, đến lát nữa mình đi nữa chừng nó nặng kinh đồ nó tuột xuống. Ừ đúng rồi, nó chạy ngược ra chứ. Lắp ở trên máy đó nha mà. Phải lên dốc nữa mà. Khiên lên. Dốc mà khá cao. Xung quanh là rừng thông thôi mà. Đây. Trồng cây này, cây nho thân gỗ này. Quýt đường. Giờ đang lấy xe máy rồi mà. Chở bình lên, dắt hắn nổi. Dắt lên nổi. Đây là 4 cái SQ LG. Ờ, đúng rồi, LV Topson. Mỗi cái là 200 ha. Chở dùng xe máy chở lên. Còn chiếc nữa đâu? Đã lắp xong rồi các bạn. Đây là 4 cái SQ LG 450. Ô lộn rồi, mỗi cái LV Topson 200 à, 4 cái, mình ghép lại hệ 48 nữa bạn. Pin là bò 4 tấm pin, nó tiếp trên mái nhà nha. Thì hiện tại nó đang điện SQ nè, đang 52. Còn điện SQ từ trên xuống 4 tấm. Giờ nó đang nạp lên dòng tuột nè. Hiện tại đang nạp là 347. Con này mình lắp thường xuyên, các bạn theo dõi cái kênh của mình các bạn biết rồi đó. Con này là con hay là solar meter. Con này 5kg nha bạn. Cơn mưa nối lưới nha. Có thể nối lưới bù áp, bù lưới đều được hết nha bạn. Điện áp hở của nó là 450V. Con này là mắt solar của nó là khoảng 4500W nha bạn. Điện solar xuống 4-5 ngàn. Đây, bật cái là có điện 220 nè. Okay. Giờ có điện 230V luôn. Đây là để tạm thôi, sau này sẽ có cái phòng điện riêng nha. Rồi. Xong rồi. Quên, còn hai cái bóng đèn nữa hả? Xong rồi. Xong rồi. Ờ vậy. Đây 4 tấm pin rồi ghép ở trên đây mình.
dành cho sinh hoạt, nay mai phục vụ cho việc xây dựng trang trại này. Anh Sơn lên 11, người ta biết anh Sơn thầu xây dựng ở đây mà, chủ thầu xây dựng. Hiện tại chưa có thiết bị gì để test cho các bạn xem, nên tạm thời bây giờ mình đến đây kết thúc nha. Bạn nào muốn lắp đặt bơm nước này là một trời, hãy đặt lại hệ với mình nhé. Muốn chào và tạm biệt các bạn.